Xin chào các em nhé, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 11, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20, vở bài tập môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 2, thầy đã làm cho các em rất là đầy đủ, rất là chi tiết rồi. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để các em học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 44 nào. Chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này các em. Người ta yêu cầu này, tính phép tính thứ nhất này, 13 trừ đi 4. Vậy họ đã gợi ý cho mình này, tách cái số 13 này ra. Đây là phương pháp tách đúng không các em? 13 này ra, vậy thì 13 thì bằng 10 cộng mấy các em nhỉ? À đúng rồi, 13 thì sẽ bằng 10 cộng với 3, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy từng cái số hạng trừ nè. 10 nè, trừ đi mấy? Trừ đi 4 thì bằng mấy các em? Bằng 6. Giờ 6 chúng ta lại cộng với mấy đây? Cộng với 3. Như vậy 6 cộng 3 sẽ bằng 9. Vậy 13 trừ đi 4 thì bằng mấy? Bằng 9. Xong chưa? Đó, rất đơn giản đúng không các em? Rồi, mình sang câu B nhé. Cũng tương tự như vậy, người ta yêu cầu mình tính 12 trừ đi 6. Vậy các em cũng sẽ tách cái con số 12 này này. 12 thì bằng 10 cộng mấy nhỉ? 12 bằng 10 cộng 2. Vậy bây giờ mình sẽ lấy 10 trừ đi 6, đúng không? Vậy 10 trừ đi 6 thì bằng mấy? Bằng 4. Bây giờ mình sẽ lấy kết quả trừ được, đó là 4 cộng với mấy đây? Cộng với 2. Như vậy 4 cộng 2 bằng 6. Vậy 12 trừ 6 sẽ bằng 6. Được chưa? Các em nào có kết quả khác không? Nếu mà có kết quả khác thì chúng ta xem lại nha. Rồi, chúng ta sẽ đến bài số 2. Đó là tính gì? Tính nhẩm nè. Tính nhẩm nha. 12 trừ đi 3. Như vậy 12 này trừ đi 3 thì chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp ở trên, hoặc chúng ta áp dụng phương pháp gì? Đếm lùi cũng được đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có 12 này thì bằng mấy các em? Bằng 10 cộng với mấy? Cộng với 2, đúng không? Đúng chưa nào? Bây giờ mình sẽ lấy nè, 10 trừ đi mấy đây? Trừ đi 3. Vậy thì 10 trừ 3 bằng 7. Được chưa? Tiếp theo sẽ lấy 7 cộng 2. Như vậy 7 cộng 2 này thì sẽ bằng 9. Đúng không? Vậy thì đây là phương pháp chúng ta sẽ nhẩm các em nhé. Vậy 12 trừ 3 sẽ bằng 9 thôi. Được chưa? Đó. Tương tự như vậy, 12 trừ 3 bằng 9 thì 12 trừ 9 sẽ bằng cái gì? Bằng 3. Được chưa? Rồi, bây giờ các em có thể dừng video lại, các em làm. Sau đó đối chiếu kết quả với thầy. Nhớ cách tính nhẩm chúng ta áp dụng. Một là tính nhẩm, hai là chúng ta dùng phương pháp đếm gì? Đếm lùi. Thầy sẽ đếm trong 10 nốt nhạc để các em làm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hết giờ. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ dừng viết và đối chiếu kết quả của thầy và kết quả của các em. Nếu chỗ nào sai thì các em sửa lại nhé. Rồi, chúng ta sẽ có này, 12 trừ đi 4 bằng mấy? 8. Được chưa? Vậy 12 trừ 8 sẽ bằng 4. Kiểm tra nhé. 12 các em trừ đi 5 thì bằng mấy? Bằng 7. 12 trừ đi 7 thì lại bằng 5. Được chưa? 12 trừ đi 6 bằng 6. Và 12 trừ đi 2 thì lại bằng 10 nha. Rồi các em đối chiếu kết quả với kết quả làm bài của các em. Nếu có sai ở chỗ nào thì chúng ta sửa lại nhé.
không phải là kem dốt. Bởi sao chúng ta có thể là nhầm ở chỗ nào đó thôi, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đến bài số 3. Số nào, tức là dấu hỏi chấm nè. Các em nhìn ở đây nè, là phép tính trừ nè. Vậy thì đây sẽ là số bị trừ nè. Ở dưới này sẽ là số gì? Số trừ, và đây sẽ là hiệu nè. Người ta đã làm mẫu này, 13 trừ đi 9 nè thì sẽ bằng 4 nè, đúng không? Tức là cái mẫu đây sẽ là phép tính là gì các em? 13 các em trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 4. Như vậy bằng 4 ta sẽ ghi kết quả vào cái ô dưới này nè. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ lấy 13 trừ đi mấy đây? 13 trừ đi gì? Trừ đi 8, đúng không? Vậy thì 13 trừ 8 bằng mấy, chúng ta sẽ ghi vào đây, đúng không? Vậy các em nhẩm cho thầy, 13 trừ 8 nè, 13 trừ 7 nè, 13 trừ 6, 13 trừ 5 và 13 trừ 4. Được bao nhiêu các em? Như vậy 13 trừ đi 8 chúng ta cũng lại sử dụng phương pháp gì? Phương pháp tách số nhé, hoặc là đếm lùi. Như vậy các em sẽ tách cái số 13 này nè bằng nè mấy? 10 cộng với 3, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy nè 10 nè trừ đi mấy đây? Trừ đi 8 nè thì bằng mấy? Bằng 2. Chúng ta sẽ lấy kết quả vừa trừ được cộng với số thứ hai trong cái đơn vị tách. 2 cộng với 5. Xin lỗi, 2 cộng với gì? Với 3. Thầy đang nghĩ tới kết quả là 5, là ghi vào 5 luôn, đúng không? Đó. Như vậy đây sẽ bằng mấy đây các em? Bằng 5 nhá. Được chưa? Vậy thì 13 trừ đi 8 sẽ bằng 5. Được chưa? Tương tự như vậy, 13 trừ 7 bằng 6. 13 trừ đi 6 bằng 7. 13 trừ đi 5 thì bằng 8. Và 13 trừ đi 4 thì bằng 9. Được chưa? Đấy. Nếu em nào mà quan sát nhanh nè, thì chúng ta có thể thấy nè, số trừ và hiệu của nó nè thay đổi nè. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ở đây lại là 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, đúng không? Rồi, mình sẽ đến với bài số 3. Bài số 3 người ta cho này. Nam có 13 quyển vở. Nam có 13 quyển vở này. Nam đã dùng 8 quyển. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển vở chưa dùng. Đấy. Vậy các em phải biết tóm tắt được cái đề bài này. Tóm tắt như thế nào các em nhỉ? Đây là bài toán là thêm hay là bài toán bớt các em? Chúng ta phải xác định được nhé. Như vậy thầy có thể tóm tắt ở đây. Đây chúng ta tóm tắt vào đây. Đây người ta chừa ít quá nhỉ. Tóm tắt này các em. Tóm tắt gọn vào nhá. Đấy, có nè bao nhiêu? 10 13. Quyển gì? Quyển vở nè, đúng không? Có 13 quyển vở nè. Được chưa? Đã dùng. Tức là bớt đi, đúng không? Đúng không nè? Đã dùng nhá. Mấy quyển các em? 8 quyển. Đã dùng 8 quyển vở. Vậy thì giờ ta hỏi nè. Còn lại, đúng không? Còn lại bao nhiêu quyển vở? Ta hỏi là còn lại là bao nhiêu quyển? Đó, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ trình bày nha. Đó. Cái tóm tắt này chúng ta viết nhỏ lại nhé, cho nó đủ giấy các em ạ. Bởi vì họ chừa cho mình ít quá.
Vậy thì đây là bài toán gì? Bài toán cho ta có nè, đã dùng nè. Vậy các em phải biết được đây là bài toán về bớt đi một số gì? Một số, đúng không? Đây sẽ thuộc bài toán bớt đi một số đơn vị, đúng không? Vậy chúng mình sẽ trả lời. Người ta hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển vở chưa dùng? Vậy chúng ta sẽ trả lời dựa theo câu hỏi. Nam còn lại, đúng không, số quyển vở. Các em có thể thêm cái từ chưa dùng nữa cho nó chính xác nhé, hoặc là số quyển vở là cũng được rồi. Đó, nhưng mà có thể có những giáo viên sẽ rất là khắt khe trong vấn đề này, nên các em phải ghi chưa dùng là, hoặc số quyển vở Nam chưa dùng là cũng được nhé. Vậy thì đấy là hai cái cách để chúng ta viết cái lời giải. Chúng ta sẽ lấy bao nhiêu các em? Lấy số quyển vở mà Nam có 13 trừ đi số quyển vở Nam đã dùng. Như vậy 13 trừ đi 8, các em nhẩm cho thầy bằng bao nhiêu? À, như vậy 13 trừ đi 8 thì sẽ bằng 5. Nhớ đơn vị khi có phép tính thì chúng ta sẽ cho vào trong gì? Trong ngoặc. Và đơn vị nào mà không có phép tính thì chúng ta sẽ không trong ngoặc nhé. Vậy đơn vị đây sẽ là quyển vở. Được chưa? Rồi, và đến đây các em chỉ việc ghi cho thầy đáp số bao nhiêu các em? 5 quyển vở. Xong chưa? Đấy. Ổn chưa các em? Rồi, còn nữa không? À, mình sẽ sang bài tiếp theo, đó là bài số 5. Chúng ta sẽ điền đúng hay là sai vào trong cái ô trống ở đây nè. Các em nhìn thấy đây nè, đây là những phép tính nè. 13 trừ đi 6 bằng 7. Như vậy các em nhẩm xem 13 trừ 6 phải bằng 7 không? Phải không các em? À, 13 trừ 6 bằng 7, đúng không? Đúng. Đúng nè. 12 trừ đi 8 bằng mấy các em? Bằng mấy? 12 trừ 8 phải bằng mấy đây? Bằng 4. Đúng không? Nhưng mà họ lại làm bằng mấy đây? Bằng 3. Như vậy đây là phép tính sai. Được chưa? 12 trừ đi 5 bằng mấy? À, 12 trừ đi 5 bằng 7. Nhưng mà họ lại làm bằng mấy đây? Bằng 8. Nên phép tính này cũng là sai. 13 trừ 8 bằng 5. Đúng không? Đúng không? Đúng. À, đây phép tính đúng nhá. 12 trừ đi 7 lớn hơn 4. Vậy các em phải thực hiện nè. 12 trừ đi 7 bằng mấy các em? Bằng 5. Như vậy 5 so với 4 thì có phải 5 lớn hơn 4 đúng không? Đúng không? Vậy đây là gì? Phép so sánh gì? Đúng. Được chưa? 13 trừ đi 9 bằng mấy? Bằng 4. 4 à? So với 4 thì phải làm sao? Bằng nhau, nhưng mà tại dùng dấu gì đây? Dấu lớn. Vậy thì đây lại phép tính gì? Sai. Ở đây phải dấu gì các em? Dấu bằng mới đúng nhá. Được chưa? Rồi, như vậy thì trong ít phút chúng mình đã hoàn thành xong tiết số 2 của bài số 11. Đừng quên chia sẻ kênh và video này cho các bạn đang học chung lớp, chung trường các em nhé. Rồi, tạm biệt các em.